Ok, và hello, xin chào các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Khai Anh Chi Gaming đây. Hôm nay chúng ta hãy cùng quay lại tựa game có tên gọi là Blood for Roots, tập thứ 5. Và theo như tiêu đề, mình sẽ đạt lên level 60 và đi cả khịa với cả băng hải tặc Barrogood nha anh em. Băng hải tặc nằm ở đảo sa mạc, lên level 60 là mình sẽ đi cả khịa nó nha. Ok, hiện tại bây giờ mình chỉ cần đang ở level 56 rồi, lên nốt 4 level nữa là mình sẽ đi cà khịa luôn cái bọn Barrogood nha. Băng hải tặc Barrogood tuổi gì? Rồi có thể mình sẽ đi mua Blacklash. Ủa không tới kìa. Lại dùng chiêu này. Hiện tại lại tiếp tục với một hành trình farm của mình nha. Chỉ farm nốt lên 4 level đó là ok. Ấy. Offline mình lại không dính chiêu. Ok, mình lại dính chiêu rồi. Ok, quá ngon. Ok, và đấy các bạn. Dạo này mình cũng hay quen nói câu đấy lắm. Bởi vì hiện tại tôi thấy mấy ông xem video tôi cũng hơi ít ít. Anh em nhớ like video của mình nhá. Nếu mà thấy hay ấy. Đấy là mình phải giết cái con Buggy kìa. Và hiện tại Kenboy vừa là bạn bè của mình và cũng là vừa đối thủ, vừa là đối thủ trên YouTube nha. Bởi vì thường cũng hay ganh nhau lắm. Đó, mình chỉ cần nói vài câu thôi. Tại mình đang cố để đạt lên level 60 để mình đi cà khịa băng bao lót quất. Ok, khá là khó khăn. Chết rồi, nó ăn thêm hit nữa là chết rồi, vậy mà mình lại chết. Ok, tiếp tục nào, tiếp tục hành trình đánh nhau với con bắc Bobby. Một hit chết tươi lên 58 luôn anh ạ. Quay lên level phải gọi là khá là nhanh. Suốt hiện tại giờ mình cứ tăng theo Demon's Fruit. Ok, bây giờ mình chỉ cần 2 level nữa là mình sẽ qua hòn đảo cát. Hôm nay mình hơi mệt anh em, em thông cảm. Vừa lại Haki vũ trang luôn. À mình nói lộn, luyện trái ác quỷ này. Chứ lại Haki vũ trang thì lâu lắm. Mình nhớ là có anh em phải lên đảo trời với lại Haki vũ trang thôi. Luyện full body là một, phải gọi là một cách rất là lâu luôn. Có vài anh em bảo là mua chùy thì mạnh hơn là mua kiếm, hai thanh kiếm katana. Nhưng mình là một người gọi là thích dùng katana anh ạ. Thế anh cứ thông cảm cho mình nhé. Hiện tại thì mình đang cố gắng mình học làm mấy cái video kiểu dùng với các youtuber khác ấy. Nhưng mà video lần trước là mình thấy vì lỗi cái ảnh nền của mình bị che mất chữ. Cái chữ ở trên là mua thành công trái Bara nha. Đó, anh em nào có thể là xem lại tập xem cái tập này thì anh em biết. Ok, hiện tại nó rất khó để lên level. Một con Pyrex là 10 FP coi anh em ạ. Ok, và mình đang tiếp tục farm. Ok, hiện tại mình sắp lên level 60 rồi, có thêm tí nữa thôi. Được rồi.
chờ mày trước này nó hồi đã. Ok, lên level nhưng mà chưa hoàn thành nhiệm vụ. Mình nghĩ chắc tao phải đạt thêm điểm squad 150 là đủ mua Blacklist. Cố lên nữa rồi. Rồi. Đây. Ố. Có thằng nó dùng trái Pika là bắn chết rồi. Anh em ạ. À. Thấy khá là bất dậy. Dằm đại ca thế à. Mất dậy về lù. Mình thấy không có thằng nào nó đi phá game như cái thằng này. Bố láo thật sự. Kìa, anh em nhìn kìa, thằng kia nó qua được như quất rồi, nó bố láo. Cứ đòi đi cả khi ạ. Mình cũng qua được New World chứ có phải không, nó level bao nhiêu thì mình cũng chẳng biết. Nhưng hiện tại, cái nick ở trên New World của mình là ở level 850. Anh em là xem tập 1 thì đều biết rồi nha. Ok, cái thằng kia nó đi phá đám. Vô xin thật sự. Ôi giời ơi, level 59. Các bác ghi hồi sinh nhỉ? Chưa. Làm mất cái nhiệm vụ đấy anh em ạ. Mình cứ phải làm cái nhiệm vụ đầu này vì nó gần anh em. Gần thì làm đấy. Nếu mà được 90.000 tiền mình sẽ đi mua thanh Triple Katana nha. Và anh em chơi Liên Minh cũng đều biết chiếc bồ là gì ấy, chiếc bồ là 3 nha. Ý là 3 thanh katana, 1 thanh cắn mồm. Nhưng mà đấy không phải là của Zoro, chỉ là phiên bản katana của Zoro. Nhưng mà 3 thanh đấy sẽ không phải là 3 thanh Sisu rồi Wando Sadi gì đấy đâu. 3 thanh phải gọi là 3 thanh katana như kiểu thế này ấy. Thanh katana gọi là thanh katana thường nha anh em ạ. Đứng đây ngắm cảnh à em? Vậy có gì Titanic hay gì ấy mà đứng ngắm kinh thế. Tao cho về chầu trời ngắm mặt trời luôn. Tao cho mày về cái chỗ mày đang ngắm luôn. Thôi ôi. Ok, mình sẽ lên level 60 rồi nha. Ok, level 60 rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bên đảo, cái đảo gì thì mình quên mất rồi. À đúng rồi, đảo sa mạc. Mua hẳn có tiền 300 chứ sợ gì. Có tiền ngon lành hay không mua. Theo mình nhớ, theo Google Maps, đảo sa mạc nằm ngay dưới này. Đó, anh em thấy cái kim tự tháp chưa? Đó, mình nhớ kinh lắm. Em yên tâm đi, không phải lo đâu. Haki vũ trang. Ok. Hiện tại anh đang có 81 tiền. Mình sẽ qua cả khẽ bằng ngải tặc Barogwood nha. Barogwood. Mình sẽ viết cái tên Barogwood ở trên màn hình anh em xem nha. Ok. Ok, mà mình đã qua cái chỗ này rồi. Chỗ này thì nó cũng không có mấy cái gì gọi là mấy cái dương đồ kiểu ngon ngon đâu. Dương nó cũng kiểu không ngon nữa nghe ạ. Này kiểu thế cơ, dương chỉ toàn dương vàng với cả dương bạc gì đấy. Hiện tại mình sẽ lưu điểm vệ sinh ở đây. Mấy con này cũng cầm kiếm nha, vậy nên mình sẽ không phải lo rồi. Đây, để xem nào. Level 75. Level 90 chúng ta sẽ qua luôn hòn đảo tuyết, cái hòn đảo mà lần trước mình đi mua Haki nha. Lệnh truy nã. Truy nã đối tượng B-134A. Em thấy cái kim chuột này không? Ở đây chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ đi truy nã nó ở đây. Nhưng phải là hải quân thì mới truy nã được nha anh em. Hiện tại mình phải nhận lại nhiệm vụ đã, mình vừa nhận tắt xong. Ok. Lôi nó vào đây. Dám chạy ra khỏi đàn à? Anh phải thấy cái gì không? Cái dương trên này. Một vị trí cái dương thứ hai anh em nhìn kìa. Nằm ở kia, đấy không phải dương kim cương đâu, đấy cũng chỉ là dương bạc ấy.
Ơ mà thì quán này chỉ có 3 con rồi. Chỉ có 4 con ta. Có con nào không? Kìa, vị trí cái dương tiếp theo nằm ở đây anh em ạ. Thế còn con nào nữa? Ok, hiện tại mình sẽ đi cả khịa bằng ngày tặng bao lâu nó sẽ không thể làm được gì mình bởi vì mình đã có giới áp biển rồi. Leo 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 mày giỏi mày đánh tao đi. Ý ý ý ý chết một con rồi rồi. Tiền của cái nhiệm vụ này cũng là 4 đô, nó chỉ hơn cái nhiệm vụ kia một tí này, hơn cái nhiệm vụ đầu một tí này em. Phải quái quái phải bằng level mình thì bọn nó với không thì trái ác quỷ của mình với vô hóa được khả năng dùng kiếm của nó nha. Bọn nó mà chưa bằng level mình là không thể vô hóa được khả năng dùng kiếm đâu. Như cái con này level 60 mình cũng level 60, có nghĩa là mình có khả năng vô hóa kiếm của nó. Mà con kia lên tận level 75 cơ. Có nghĩa là khả năng vô hóa kiếm của nó mình sẽ không thể vô hóa được nha. Và mình nghĩ chắc là mình làm đến level 200 mình sẽ kết thúc series này. Anh em nào muốn mình làm thêm phần 2 thì cứ comment bên dưới là làm phần 2. Phần 2 nếu mà mình dự kiến sẵn rồi. Nếu mà phần 2 thì anh em nếu nếu mà anh em ủng hộ mình là phần 2 ấy thì mình sẽ làm đến level 400 nha. Hiện tại 200 là hết hết phần 1 rồi. Thông cảm cho anh em. Tại vì lâu lâu nếu mà làm một series thì cũng chán. Không thể nào có các video khác cho anh em xem được. Mình sẽ thử một cái code chả biết là mình đã hết hạn chưa. Đó là code Friday22. Friday22. Đây nha anh em. Vậy là nó hết hạn rồi nha. Cái hồi trước thì nó có sử dụng được nhưng bây giờ nó hết hạn rồi. Chắc khả năng là mình phải cày ở đây rất là lâu rồi. Ok. Sắp đủ 90.000 tiền rồi, 90.000 tiền mình sẽ đi mua Chipo Katana. Nhưng có lẽ mình sẽ để tập sau mua Chipo Katana. Còn tập này mình chỉ cần lý do chính của mình làm tập này đó chính là đi cả khịa cái bọn Baragot này nha. Ở đảo này sẽ không có Crocodile nha anh em. Mình đang muốn có boss Crocodile ở đảo này là này lắm nhưng mà không có. Thế mới cay chứ. Ôi rồi ôi, thừa một con quân nốt. Bây giờ chờ bạn này có mặt lâu lắm, chờ bạn này sinh mà lâu lắm. Đây là một chỗ bí mật nha. Chỗ này là dùng để, đó anh em thấy chưa, bên này có một cái lỗ, ngay cái dương này có một cái lỗ. Xuống dưới đây anh em sẽ tìm được chỗ để mua mũ của Mihawk. Đây anh em nhìn nha. Đi này, nhìn lên trên trời, đó. Này đây có dấu Hasan. Đây, mình sẽ mua được mũ Mihawk, nó sẽ tăng kiếm cho mình. Nhưng hiện tại là mình chưa đủ trình để mua nha. Mình nghĩ chắc phải tầm lên level 150 là đủ mua rồi. Hiện tại dưới level 100 thì mình vẫn chỉ được coi là một thằng noob thôi. Và đây phải gọi là cày siêu tốc nha anh em. Cày siêu tốc chỉ trong 5 tập. Đây sẽ là tập thứ 5. Ok. Mà nếu anh em nào biết cách chỉnh phụ đề thì anh em nhớ dẫn mình nha, chứ mình thì chẳng biết là chỉnh phụ đề ở chỗ nào. Thật sự luôn, phụ đề của mình nó cứ tiếng Tây Ban Nha anh em. Đắng lắm, cứ tiếng Tây Ban Nha thôi. Mình cũng chịu. Và chúng ta sẽ đi mua thanh kiếm ngậm ở mồm nữa nha. Thanh kiếm Chipo Katana ngậm ở mồm anh em. Đây, đây là hòn đảo sa mạc. Anh em nhìn thấy cái bến ở đây không? Anh em chỉ cần đi sang bên bến này cái. Đó. Em sẽ thêm hòn đảo vuông lè 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 đó, hòn đảo vuông ngay bên kia kìa. Đây hai hòn đảo nó đang bị trùng nhau nhá. Hòn đảo vuông thì chỉ cần nằm đây nằm bên sau hòn đảo này là đến hòn đảo vuông sau hòn đảo tân thủ rồi. Hiện tại bây giờ nếu mà mình có càng nhiều tiền ấy thì mình chỉ mua được trái flame trái 250k tiền thôi, mình thích trái đấy nhất. Còn trái khói thì mình khuyến cáo anh em không nên mua trái khói nha. Bởi vì đơn giản là trái đấy farm rất là khó.
Khó thật sự luôn, nhất là mấy con bot ấy. Khó thế nào thì anh em phải tự tìm hiểu nhá. Chứ mình chắc là mình chờ đợi thế nào mình phải mạnh, mình sâu sâu được mấy cái chiêu của cái đấy. Khi mình sâu thì anh em sẽ phải hốt thì biết độ khó như thế nào. Ok, hiện tại mình thấy một cái con thuyền mắc level nhỏ nằm ở ngay đây. Rồi, chúng ta đã qua đến hòn đảo này. Và tại giờ mình cần phải lên. Ok, và em thông cảm cho tôi nha. Tôi là tôi quả nãy tôi bị lag anh em ạ. Tôi bị lag tự nhiên cả chẳng hiểu sao cái quay của mình, cái cam của mình nó lại bị giật, nên mình không thể nào quay được cái quá trình. Mình chẳng biết mình có quay được cái quá trình mua kiếm katana này cho anh em không nữa. Nhưng mà thôi kệ, mình cũng có thể tiết lộ được giá mà. Giá mình vừa mới mua xong ấy là 60.000 yên nha. À 60.000 melee nha. Đây, thanh trịch của katana đây. Đó. Baraki lên. Đây, kiếm của mình nó chỉ cần để thêm một thanh ở đây nữa thôi. Đó. Và mình đã luyện được cái chiêu này rồi nha. Mình sẽ show lại chiêu này cho anh em xem. Quả đất bị lag mình không thể nào show được. Đây anh em nhìn này. Đó. Ô, chiêu nó khác ấy nhỉ. Mình lần trước chiêu nó phải... không ra đâu, mình nhớ chiêu lần trước nó phải khác rồi. Ok. Và mình cũng chả biết lúc nãy mình quay được bao nhiêu phút rồi nữa. Quá trình quay của mình cũng phải bị gián đoạn ở mức mình không thể nào biết được cơ. Chỉ để xem nào. Đam cũng phải gọi là khá khá anh em ạ. Ý, đây anh em thấy chưa, nó vẫn có khả năng chém được mình nha. Nếu mà nói về đủ trình thì mình cũng đủ trình để làm nhiệm vụ này rồi. Chẳng qua là cái thằng admin nó không cho mình làm cái nhiệm vụ thôi. Em đừng có tố cáo admin nha, mình bị ban đấy. Bị ban là hơi bị mệt đấy. Đừng bạn nào chơi xấu mình nha, chơi xỏ là hơi bị mệt luôn đó. Level up 27, mastery 60 thì anh em mới đủ cái chiêu thứ hai nhá. Mình chém lại chiêu thứ nhất cho anh em xem. Ôi đường kiếm nó khác. Ở level 200 tập, ở level 200 tập cuối, của phần 1 nha anh em, thì chắc chắn tôi sẽ show cái cách để lấy được thanh saber. Và thanh Saber V2 chắc chắn là sẽ ở tập cuối rồi, à phần cuối rồi nha, phần 5. Theo mình nghĩ phần 5 là phần cuối. Hình như thế rồi, phần 5 là phần cuối nha. Hiện tại mình phải luyện Mastery của thanh này. Chiêu đánh thường thì phải gọi là khỏi phải nói luôn đấy. Xem nào, khi chúng ta tắt Haki vũ trang đi nhá, tắt Haki vũ trang đi. Chiêu là 37.6 thôi, nhưng khi chúng ta bật Haki vũ trang lên 40.1 nha. Ok, chúng ta được 51 belly. Và hiện tại mình sẽ tiết lộ một bí mật động trời cho anh em xem ở đảo Marifon. Chả biết là mình đủ tiền chưa nữa. Thì chúng ta sẽ qua đảo Marifon. Marifon sẽ nằm sau đảo Hải Quân nhé. Đây là đảo Hải Quân. Đây là đảo Hải Quân bên này. Anh em thấy ba cái ống khói là đảo Hải Quân. Ok. Hiện tại là thuyền của mình nó đang bị lag anh em. Ok. Và cái quái gì thuyền của mình lại không đi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để treo thuyền nha. Treo cho thuyền đi thì mình không cần phải ấn đấy. Đầu tiên đấy, các bạn hãy ấn đây, mình bây giờ mình thả tay ra nhá. Các bạn hãy ấn tiến lên nhá. Ấn tiến lên.
Sau đó các bạn ấn cái dấu mà mọi khi vẫn dùng để ghi lệnh trong Minecraft ấy, cái gạch này này, đây là cái dấu gạch này này anh em nha, dấu gạch ở trên cái thanh chat này này, là nó sẽ tự hiện thanh chat lên và thuyền mình sẽ tự đi, mình sẽ không cần phải ấn nhá. Đây thì anh em mình vẫn còn đang ghi chữ như thường, cái gì thuyền nó vẫn tự đi gì đó, đó mới chính là cái hay anh em ạ. Ở đây là đảo tổng bộ hải quân Marifon. Ok, hiện tại bây giờ mình đã phải đi rồi, mình phải tự đi thuyền. Hiện tại bây giờ mình sẽ thử cà khịa luôn hẳn con hải quân, con phó đô đốc hải quân. Mình sẽ đi khịa luôn cả phó đô đốc hải quân. Chả hiểu tại sao hôm nay mình lại khịa thế nhở. Thật sự mình phải gọi là thánh cà khịa luôn đấy. Khịa kinh lắm chứ anh em. Ôi, em thấy gì không? Bản chi não của mình ở Marifon KNT Gaming 2006. Chật lắm. Ôi, hẳn là hai bản chi não của mình luôn kìa. Kinh quá. Ok, đây mình sẽ đi cà khịa luôn cái con này. Mình tưởng mình cái gì cơ. Mình sẽ đi khịa luôn con này nha anh em. Đó, ui, đánh đau ấy. Cầm hai thanh kiếm mà đánh đau thế. U anh em có bot. Nhưng mà mình sẽ tiết lộ bí mật nha. Hiện tại bây giờ mình không nên đi chơi bot vội. Hiện tại nó hết energy rồi. Có bot này nó sẽ cho hẳn chúng ta cây thanh Kiribati nha. Mạnh hơn cả thanh chip của Katana bây giờ ấy anh em. Hiện tại mình đang bị hết energy. Ok, lên được rồi. Úi dồi ôi, nhầm rồi. Cái bên kia mới đúng chứ. Cay thật sự. Giờ mình lại phải leo lên lại. Ok, energy lên nhanh lên. Energy nhanh lên, tôi còn leo chứ. Ok. Ok. Tuột chân kìa. Trời đụ. Nhỏ thế nhỉ. Sao lên rồi ta? Nhảy ít thế thôi á. Ô. Ô. Chất. Đây anh em thấy cái cầu thang này. Đây anh em trèo lên. Đây ở đây có cái hố. Đó anh em thấy chưa? Palus. Nó sẽ cho mình mua cái áo choàng. Với giá là 50 yên. Ồ, mua luôn sợ gì. Xong, Black Cape. Mặc vào chúng ta chưa được. Nó bị lag anh em ạ. Chúng ta được tăng máu và energy. Và tăng cả đam tất cả mọi thứ nha. Tại mình sẽ reset, mình sẽ đi qua đánh con. Con gì nhỉ, con người cá A Long nha. Đảo trung tâm của người cá A Long anh em ạ. Bến tàu kia rồi. Mặc áo choàng rô. Ok, qua đánh nhau với người ta A Long. Mong là người ta vẫn còn để dành phần cho mình đánh. Đây, ở đảo trung tâm sẽ có người ta A Long xuất hiện. Boss này là boss đặc biệt nha. Chờ mình tí nha, mình sẽ chat. Ok. Đây chúng ta sẽ qua đảo này. Kìa có A Long kìa anh em ạ. Như là không ai thèm quan tâm đến con này luôn. Ui, con cá môi thì đỏ chét. Ui chất thế. Cá chất gì đâu ấy. Mình sẽ dùng tất cả lại chiêu đánh xa nha. Chiêu này không nên dùng chiêu đánh gần được, anh em thấy chưa? Nó khá là nguy hiểm đấy.
anh em thấy chưa? Cực kỳ nguy hiểm luôn, một chém đã mất hẳn một phần bốn thanh máu của mình rồi. Kiểu này chơi xong rồi. Hiện tại một mình chơi con này, mình nghĩ chắc là khả năng cao là sẽ ra được cây Kiribati ấy. Chết cha, chiêu không tới. Không đánh tới anh em ạ. Ôi chiêu của mình này không đánh tới. Tránh xa tao ra. Đứng gần gần đây thì ok, đánh tới đấy. Tí chết anh em ạ. Đánh trộm vài quả gì căng. Ôi nó thọt vào đây rồi. Có thanh niên dùng trái flame nha. Hiện tại mình cũng chẳng biết ai sẽ là người lấy được cây Kiribati nữa. Ý khá là nguy hiểm. Thật sự phải gọi rất chi là nguy hiểm luôn đấy. Ok, ai sẽ là người lấy được cây Kiribati đây? Mình mong mình là người lấy được cái Kiribati lắm. Chuẩn. Rất hiếm khi mình phải lấy được cái Kiribati. Kiểu này nếu mà một lần đánh mà lấy được Kiribati phải gọi là cực kỳ hiếm vì có cơ hội đánh được cái Kiribati luôn anh em ạ. Ok, và đánh luôn đây, đánh luôn cho nóng. Ui, anh em thấy gì không? Em thấy cái gì sau lưng mình không? Cây Kiribati. Ui, anh em ơi, tôi lấy được cây Kiribati. Cảm ơn thanh niên này gái. Ok, khá là may mắn. Ok, và nếu các bạn thấy video của mình hay, nhớ like, share và subscribe của channel của mình. Và đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để nhận được nhiều video mới nhất từ channel của mình nha. Và hiện tại bây giờ mình phải đi test cây Kiribati đã. Anh em cho mình xin vài phút test cây Kiribati cho anh em. Ok, hiện tại là không bật haki vũ trang này. 37.8 này. Bật haki vũ trang lên. Ui, đam nó phải gọi là cao hơn cả cây cây gì nhỉ? Cây 333 cây katana của mình luôn. Đó, anh em thấy chưa? Mình biết anh em thấy tại sao mình lại nhận xét là nó cao hơn không? Cây này mastery mới chỉ có 1. Mà cái kia mastery phải lên tận bao nhiêu ấy chứ. Hiện tại bây giờ mình sẽ phải thử một phát đại đập của cái cây này nhá. Thử lên mastery của cây này nhá. Đó, 42.2 nếu mặc áo choàng vô. Ok. Ui, khó cày lắm anh em ạ. Lần sau mình sẽ sâu luôn chiêu của cây này nhá. Sâu cây chiêu này, sâu chiều của cây này nha. Và tạm biệt tất cả các bạn trong các video lần sau. Hẹn gặp lại. Bye bye.